khoảng hơn 3 giờ sáng. Khi tôi đang ngồi ăn cơm bên cửa hầm xê bộ, pháo cối địch vào của ta vẫn đều đều nã vào trận địa của nhau. Những loạt AK và trung liên RPD thỉnh thoảng vẫn điểm, thêm B40B41 xe lẫn trong tiếng súng loạn xả. Nhưng không khí của trận đánh đã trùng đi nhiều so với lúc đầu. Bỗng hướng B2 tiếng súng nổ rộ hơn, tiếng súng đại liên của ta nghe rát hơn. Cùng lúc hướng C3 cũng thấy nổ súng dữ dội. Đường đạn hai bên sáng rực đan chéo nhau, tâm điểm là dọc theo đường sắt, chia đôi giữa C2 và C3. Như vậy là địch đã khai thác đúng điểm yếu của chúng tôi. Khoảng trống giữa hai C bộ binh và chính cánh đó lại là B2, cái B yếu nhất của C chúng tôi. Sau màn dập pháo cối thì B2 cũng là nơi bị pháo kích nặng nhất. Chúng đã tranh thủ khi ta còn lo tránh DNONG Penh Hào nên đưa hỏa lực và bộ binh áp sát trận địa. Và giờ đây là lúc chúng tấn công mạnh, quyết chiếm bằng được trận địa của ta. Chúng đã có chủ định trước, nên đã chuẩn bị hỏa lực rất mạnh mũi này. Một khẩu đại liên bắn quét dìm đầu C3 xuống, không cho chi viện cho C2 chúng tôi. Khẩu 12 ly 8 địch đặt bên kia đường tàu bắn găm vào trận địa ta. Tiếng đạn găm vào thành bờ đất của công sự chiến đấu. Nghe phụt phụt, khẩu dk của địch sau vài phút đã kịp bắn vào chốt b hai bốn quả đạn tụi pot bộ binh bên ngoài cũng dùng trung liên ak b bốn mươi b bốn mươi bắn vào như vái đạn đâu đây chúng tôi bắt đầu nghe tiếng hò hét thúc lính xông lên của những thằng chỉ huy địch khẩu đại liên ta chống trả yếu ớt có lúc không dám bắn nữa vì hỏa lực địch quá mạnh ta bắn một địch phản lại năm lính bộ binh ta cũng giữ thế phòng ngự tại chỗ Cơ sự này nếu không có sự cải thiện Thì chuyện bật chốt là điều không tránh khỏi Có những thằng tốt ngông cuồng tới mức Hiên ngang đứng trên đường tàu cầm B-41 bắn thẳng vào Rồi bình tĩnh lắp thêm quả đạn nữa vào súng Bắn tiếp rồi mới chịu nằm xuống tránh đạn ta bắn trả Quân số ta bên đó tổng số 20 người 15 người của b hai phần lớn là lính mới bổ sung trước và cả sau chiến dịch giải phóng nông Penh Đại Phó Đông cùng bốn người bên Đại Liên số 2. Trong số này đã hy sinh và bị thương mất vài người. Từ đợt đầu tiên và trận Đông Pênh, pháo kích vừa qua nên chính thức chỉ còn hơn chục người. Số thương binh tử sĩ đó vẫn chưa kịp truyền về, còn để dưới công sự chiến đấu. Khẩu 12 ly 8 của ta, sau khi bị quả đạn đê của địch gần như mất sức chiến đấu, không thể chi viện cho B2 được nữa. Về nhân lực thì họ là lính đánh phối thuộc của ẻ nên họ cũng chỉ lo cho người của họ, chứ chẳng giúp chúng tôi được gì hơn. Tổ vận tải chốt dọc đường tàu cũng không giúp gì được nhiều, vì anh em bên đó không có hỏa lực mạnh. C3 họ cũng thấy tình cảnh bi đát của của B2 C2 hiện tại, nhưng vì ở khoảng cách xa nên sự chi viện cũng giới hạn, hơn nữa họ cũng đang phải chống cự với cánh quân địch hướng bên đó. Thật là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tôi lúc này đang ở hầm xê bộ, lúng túng không biết làm gì, thì vừa hay anh Hồng ở đâu sồng sộc chạy về, thấy tôi anh nói trong tiếng thở từng từ đứt quãng. Mày xuống anh nuôi nói với thằng Quân, dồn hết người qua cho B3, có bao nhiêu người đi hết. Tôi định chạy đi thì anh nói tiếp. Xong qua B1 bảo anh tập, chuyển ngay nửa số người bên B1 và khẩu DKZ75 về bên này ngay, đi đi. Tôi chạy xuống anh nuôi, còn anh chạy qua hầm cuối. dáng anh lom khom chạy cuối thấp để tránh đạn tay lăm, lăm khẩu K54 dường búa đập sẵn. Tôi xuống báo cho anh quân, rồi chạy qua truyền mệnh lệnh của C trưởng cho anh tập và thúc giục anh làm ngay không B-2 nguy mất rồi. Anh tập kèm khẩu đội DKZ đi, còn tôi dẫn được ba anh em của B-1 qua B-2. Đạn địch cứ bắn chúng tôi cứ chạy về hướng B-2. Lúc này pháo cối địch đã dừng hẳn nên chúng tôi cũng yên tâm đi. Lên đến dưới khẩu 12 hai y 8 của ta thì một người đang cống thương binh chạy ra. Tôi hỏi, ai đấy? Anh Đông, tiếng trả lời là của thằng Trinh Thanh Hóa. Nó đang là bê phó của B2. Tôi bàn giao luôn ba người chi viện cho nó và đỡ anh Đông cống về hầm xê bộ. Anh đã ngất đi do bị thương mảnh đê ca vào bụng máu ra nhiều ướt hết vạt áo trước bụng và lưng áo của tôi. Đặt anh nơi cửa hầm, tôi gọi thằng Hữu Tuyến ra băng bó vết thương, cầm máu cho anh Đông. Còn tôi vào quay máy gọi cho đê xin gặp C trưởng C5, anh ngát đề nghị nối máy gấp. Đầu dây bên tiếng anh ngát, alo nghe đây. Em hát liên lạc C2 đây, anh cho bắn cối hướng B2 dọc đường tàu, cách chốt 30 mét trở ra chi viện ngay cho chúng em địch đông lắm, anh Hồng bảo em gọi thẳng cho anh. Ừ, tao bắn ngay thì tao vẫn bắn cuối 82 cho chú mày mà. Tôi biết ông ngát này rất quý và phục tài xê trường Hồng của tôi. Tôi cũng chơi thân với thằng liên lạc của anh ngát nữa. Nên mỗi lần có việc qua C5 tôi hay ghé chơi với anh. Anh quý tôi lắm có gì mang ra cho ăn hút hết. Lúc nào gặp anh cũng khen tôi thằng em nhanh nhẹn đẹp dài thế. Thật ra đấy cũng là cái trò ma lanh của mấy ông liên lạc cả thôi. Đôi khi cũng thay quyền xây trưởng, phát lệnh bừa miễn là có lợi cho đơn vị là được rồi. Tôi làm vậy cũng bởi tình huống bắt buộc mà thôi. Nói với anh ngát xong tôi chạy về hướng B2 ngay, không quên cầm theo cái mũ sắt của thằng Hữu Tuyến. Nó ngồi trong hầm cần gì của này, phải giữ cái chỗ đội mũ cho ông bà già nhờ nữa chứ. Cối 82 của C5 đã chuyển hướng và bắn cho B2. Nghe đường đạn cối rơi qua đầu tôi biết điều đó. Vậy là tôi đã đề nghị C5 bắn chi viện cho B2 rất kịp thời. Những quả đạn cuối liên tiếp rơi xuống dọc đường tàu với những đốm lửa lóe sáng. Địch lúc này cũng bắn vào chốt rất mạnh. Tiếng đạn nổ toang toác khắp nơi. Đạn DKZ của ta bắt đầu bắn về hướng khẩu 12 hai Y8 của địch. Khẩu đại liên của ta cũng bắt đầu bắn nông pênh phản lại rất mạnh các tay súng B-41, B-40 cùng AK và Trung Liên ta cũng đã ngóc đầu khỏi công sự bắn ra. Địch bên ngoài cũng bắn vào cấp tập hơn ở hướng B-2. Những ánh chớp lửa liên tiếp bụi mù không còn nhìn thấy gì nữa, đất đá văng lung tung. Tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc. hướng 2B còn lại cũng vậy nhất là khẩu đại liên số một bắn quét trên con đường đất đỏ liên tục gần như không nghỉ. Xen lẫn tiếng AK điểm xạ nhát gừng chứng tỏ bộ binh địch cũng liều mạng xông lên từ hướng đó. Hướng đối diện của B1 và B3 cũng thấy nổ súng dữ dội. Như vậy là số lượng địch tham gia đánh chốt ta lần này rất đông. Hợp đồng cả pháo binh và hỏa lực mạnh cùng đánh giáp ở toàn tuyến chốt trận này. C1 và C3 cũng nổ súng không dừng. Tôi vận động đến hướng B2 nhưng còn cách khoảng 50 mét nữa thì không thể lên được nữa. Đành rúc đầu vào gốc cây dừa đã bị bắn cụt ngang thân cây nằm lại đó chờ khi ngất tiếng súng sẽ vận động lên sau. Từ phía sau lưng tôi nhìn rõ qua chớp ánh lửa. Lính ta trong những hố chiến đấu vẫn kê súng lên thành công sự bắn ra hướng đường tàu. Địch vân ong tênh hào kích dữ dội nện lên đầu lính ta. Tôi nằm trơ vơ giữa vườn cây thấy cũng sợ muốn chạy lùi lại. Bỗng nhiên tôi thấy khẩu DKZ của ta anh em khiêng chạy lùi lại tuyến sau. Anh trung đội trưởng của DKZ vừa bắn AK vừa chạy giật lùi. Tôi chưa hiểu chuyện gì cụ thể xảy ra nhưng tôi biết chắc rằng B-2 đã không trù nổi nữa. Tôi hỏi lính DKZ, sao chạy lùi vậy? Địch vào gần quá DKZ không thể bắn được nữa. Anh Hồng đâu? Trên đấy. Vậy là một lỗ Hồng lớn là ở đây rồi tôi luống cuống nhưng vẫn còn hiểu ra rằng phải giữ khẩu dkz này lại nếu không chúng tôi sẽ không cứu vãn nổi tình thế chặn anh em lại tôi quát đứng lại giá súng lên một anh nói đạn dk chỉ còn hai quả thôi tôi nói hai quả cũng dừng lại và phải bắn hết đạn dkz mới được giúp họ đành giá súng dựa vào gốc cây dừa cụt lắp đạn vào buồng nòng vừa hay chúng tôi bắt đầu thấy anh em hướng B2 bắt đầu rút chạy. Cũng có thể họ bị hoảng loạn tinh thần do anh em Dekaret rút chạy trước nên không còn đủ bản lĩnh để tiếp tục chiến đấu nữa. Đây chính là bước khởi đầu của một cuộc tan giã nếu không có sự chỉ huy tổ chức lại. Hết người này đến người khác bỏ hố chiến đấu chạy lại tuyến sau. Trong đám anh em đó tôi cũng thấy bóng dáng anh Hồng chạy lẫn trong đó. Tôi bảo trung đội trưởng DKZ, anh cho bắn cản bước địch đi, hai quả đạn DKZ của ta liên tiếp bắn vào vị trí hầm hố cũ của ta rồi anh em kiêng súng chạy vội về đê bộ anh em bên khẩu 12li8 vẫn chiến đấu khi súng của họ bị hỏng họ dùng xung lực ak sát cánh cùng chúng tôi chiến đấu không rút chạy anh em hướng b2 chạy giặt sang cùng phía khẩu 12li8 thì có cụm lại sau hai phát DKZ của ta cản bước địch nhóm rút cùng anh hồng cũng vào đến chỗ tôi thì dừng lại lấy địa hình thực tế làm công sự không chạy nữa Khẩu đại liên số 2 cũng rút chạy về ngang hầm cối 64 từ bao giờ rồi tôi không rõ. Tôi thấy thằng sau băng trắng đầu vác cái chân đại liên chạy sau cùng. C2 đã bật chốt cánh phải. Bật chốt, bật chốt. Nó là nỗi kinh hoàng của anh em bộ đội ta nằm chốt chặn. Nó cũng là nỗi ô nhục của người lính chúng ta. Vân C2 chúng tôi đã bật chốt, nhưng chúng tôi đã bị bật chốt trong hoàn cảnh mà địch dùng lực lượng quá đông và hỏa lực quá mạnh để tấn công. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình của một cấp C nhỏ bé mà ngăn cản bước tiến của quân địch. Chịu đựng những trận ống pênh hào kích dữ dội, những đợt xung phong liên tiếp và sự thương vong của anh em là rất lớn mà không có sự bổ sung kịp thời thì chuyện bật chốt cũng là điều có thể hiểu được. Mặc dù C chúng tôi có nhiều người là lính mới gần như chưa trải qua trận mạc nhưng họ đã chiến đấu không chê vào đâu được Hơn nữa sự chi viện về pháo binh hạng nặng từ cấp EF gần như không có Vì lực lượng của ta phải dàn mỏng trên khắp các mặt trận trên đất cả Khi địch dồn lực lượng vào đột phá một điểm như tình cảnh của C hai chúng tôi đang phải chịu đựng Thì chuyện bật chốt của chúng tôi không phải là không thể xảy ra Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình bằng những gì có thể về những gì chúng tôi đã làm. Trận đánh lại bắt đầu. Khi chúng tôi bật chút thì số anh em thương binh tử sĩ vẫn còn nằm đấy vì khi rút chạy địch đánh rát quá không kịp mang theo. Hơn 10 người ở trên tuyến của B2, họ còn nằm dưới những hố chiến đấu, lạnh lẽo chờ mong chúng tôi tổ chức lại lực lượng chiếm lại các hầm hố và đưa họ về với những người anh em. Họ là những tử sĩ và những người bị thương quá nặng không thể tự mình rút về tuyến sau. Họ còn nằm đó. Đó cũng chính là lý do mà khiến chúng tôi không thể trần trừ cần đánh chiếm lại ngay. Một điều mà người lính bộ binh ai cũng phải hiểu rằng, đánh vận động như thế này sẽ là khó khăn hơn rất nhiều so với khi chốt chặn, có thể nói rằng một đánh với ba. Nhưng chúng tôi phải đánh đó là quyết tâm. Lúc này đã là 4 giờ sáng rồi, hướng chân trời xa xa đã bắt đầu thấy vầng sáng nhẹ xua đi màn đêm u tối báo hiệu sắp có những tia ánh sáng một ngày mới. Để đánh vận động chiếm lại hầm hố chiến đấu đã mất thì đây lại là điều bất lợi của chúng tôi. Nhưng ở những bê khác thì lại là tín hiệu đáng mừng. Địch sẽ phải rút ra xa không dám tiến lại gần ở cự ly vài chục mét nữa. Tôi nhận lệnh từ C trưởng qua gấp bên B3 truyền bớt hai hỏa lực mạnh là B41 và B40 về hướng này ngay Lúc này trận địa đã bớt đi tiếng súng rất nhiều, địch cũng cần tổ chức lại đội hình sau những tổn thất của những đợt tấn công. Cho mái tới tận bây giờ cũng không có số liệu cụ thể nhưng điều chắc chắn địch phải thương vong hơn ta gấp nhiều lần. Bởi ta chiến đấu có công sự trận địa đàng hoàng, còn địch thì chỉ lợi dụng được vào địa hình của gốc cây hay ụ mối mà thôi. Tôi tranh thủ chui vào hầm tránh pháo của B3 thì trong góc trong cùng tôi lôi ra được thằng thông tin nông PRC-25 đang chết run chết dưới ngồi đó. Nó hoảng hốt đến tê dại, hồn vía không biết đã bay phương nào. Nhìn nó rúng gió đến thảm hại, tôi quắt nó ra. Nó nói em sợ lắm, nó đã khóc như thằng trẻ con sắp bị đòn. Nhưng tôi kiên quyết bắt nó phải ra nên nó đành rụt rè đi theo tôi. Tôi muốn đặt cho nó mấy cái nhưng cũng nghĩ tới cái bản năng ham sống của nó nên đã dần lòng lại. Cho mãi tới sau này, nó luôn sợ tôi dù chẳng bao giờ tôi cùng nó ở trong một tình thế chiến đấu nào đó. Tôi kéo ba người đi nhanh về hướng của B2. Trời đã mờ mờ sáng, đã nhận được nét mặt của nhau qua ánh sáng nhẹ. Lúc này đây là lúc trời sáng rất nhanh nên khi chúng tôi về kịp thì cũng là lúc tranh thủ thời gian đánh ngay. Anh Hồng với được thằng thông tin đã muốn nổi cáu rồi nhưng đâu còn thời gian để xử lý nó. Hỏi máy của nó thì nó nói vì sợ em tắt máy rồi. Thế có điên không? Nó bật máy lại để chúng tôi có thể liên lạc với D xin chi viện trực tiếp. Thấy tình cảnh này anh Hồng bảo tôi. Thằng hát mày đeo máy PRC-25 gọi trực tiếp với D không cần mật mã nữa. Đưa súng cho nó. Tôi không muốn đưa súng của tôi cho ai hết nhất là những thằng hèn nhát kiểu này nên từ chối. Tôi cũng còn cần súng để đánh nhau và tự bảo vệ mình nữa chứ. Thế là tôi bỗng chốc trở thành thằng thông tin có vũ trang trong tình thế bắt buộc. Tôi gọi máy nói thẳng với đê xin cối 82 bắn chi viện ngay theo lệnh xây trưởng. Khoảng một phút sau cối 82 bắt đầu dập và đại liên ta cùng các loại hỏa lực cùng AK bắt đầu bắn vào chốt của B2 cũ mỗi lúc một dồn dập hơn. Sau khi hướng B2C2 bật chốt, anh em còn lại rút chạy về ba hướng của trận địa toàn C. Hướng thứ nhất chạy ngang qua hướng B3 và khẩu đội 12L I8. Hướng thứ hai rút chạy lui về phía hầm cuối 60 số 2, chủ yếu là anh em khẩu đại liên số 2 rút về đây. Hướng thứ ba phần lớn là anh em từ các bộ phận như anh nuôi, văn thư và người nhặt từ cuối 60 chi viện cho B2 thì rút chạy về hướng hầm C bộ chạy ngang qua những mảnh vườn trồng rau trong phum về hướng tôi đang dừng ở đó. Theo hiệu lệnh của C trưởng và cũng được Descartes bắn hai quả liên tiếp cản đường truy kích của địch nên số anh em rút chạy từ B2 ra đã dừng lại và lợi dụng địa hình địa vật thực tế nằm lại bắn trả địch. Tôi nhận lệnh chạy qua B1 móc thêm người chi viện cho B2 cũng vừa về đến nơi và nhận thêm công tất thông tin máy PRC25 có vũ trang nữa. Tư thế chuẩn bị phản công lại bắt đầu. Anh Hồng nói, Mày điện về đê yêu cầu cối 82 bắn và chốt B2 đi, bắn cấp tập trong khoảng 5 phút, nhớ chỉnh cối. Tôi lần đầu dùng máy vô tuyến hơi lúng tung tí chút nhưng cũng không phải không biết dùng. Đã nhìn thấy nhiều lần khi thông tin đi cùng xe nên cũng hiểu sơ sơ là bóp cái phím cao su ở tay cầm của tổ hợp rồi nói, nghe thì nhà phím đó ra. Alo C2 đây đê bộ nghe rõ trả lời. Đê đây, thằng nào vậy? Thông tin đâu sao không dùng mật mã? Đang ghét thằng thông tin này hơn nữa cũng chẳng có thời gian giải thích là tại sao không dùng mật mã liên lạc giữa C và D. Tôi nói bừa. Nó chết rồi. C2 xin bắn cối chi viện cho hướng B2 để C đánh vận động lấy lại chốt đã mất. Mất chốt rồi hả? Bắn vào đâu? Tiếng ông ước đê trưởng. Vâng, hướng B2 ngay sát đường tàu, C2 xin cúi bắn ngay cho khoảng 5 phút vào đúng trận địa cũ. Được, nhắc anh Hồng chiếm lại bằng được và giữ chặt nhé. Chưa đến một phút sau cối 82 của D bắt đầu bắn vào trận địa những quả đạn đầu tiên, lúc thì quá xa. Khi thì bắn sâu vào trong quá nên tôi phải chỉnh đạn một hai lần thì bắt đầu bắn chuẩn vào chốt cũ của B2. Tôi hét to vào máy. Chuẩn rồi anh bắn cấp tập đi. Thế là hai khẩu cối 82 ly của D thi nhau chút đạn vào chốt. Cối 60 của C2 cũng còn chưa đến 20 quả đạn cũng a rùa bắn theo. Khổ cho cái ông Phúc Lì cứ phải chạy qua chạy về giữa hai hầm cối để vừa bắn vừa tự trình đạn. Bên cối 60 còn ai biết bắn hơn ông này đâu. Đại liên số 2 cũng giá súng bên gốc dừa bên này thừa ruộng cũng bắt đầu phản công. Từng loạt, từng loạt đạn quét vào chốt dọc đường tàu. Bên này vẫn còn nguyên bốn anh em của khẩu đại liên số 2 chỉ có thằng sao là bị thương ở đầu thôi. Hướng B3 và khẩu 12 ly 8 anh em vẫn vững tâm nằm đó chống trả địch bây giờ cũng phản công lại dữ dội. Từng loạt trung liên của thằng Nam Angola liên đều đều. Nó nằm ngay mép ruộng khoai giá chân súng lên mặt luống khoai mà bắn. Bùng bình. Bùng bình hai phát liên tiếp của hai quả B41-B40 của anh em B1 tăng cường cũng nhà đạn khói um lên từ sau những phát đạn. Thằng Nam kêu ẩm lên tản ra tản ra. Nhưng địa hình làm gì có mà chúng nó tản ra được nên bắn xong lo nằm yên đấy chứ chuyển đi đâu lúc này. AK của tổ 12 ly 8 cùng anh em dùng sung lực cũng túc tắc điểm giả hai phát một không ngừng. Hướng bên tôi anh em cũng bắn theo từ những vị trí nông pênh sau gốc cây của anh em. Hướng này không có hỏa lực, chỉ có duy nhất khẩu B-40 của thằng ngoài với hai quả đạn nên cũng chỉ nằm đó chờ bắn bồi khi thấy cần thiết. Tôi tranh thủ lúc này buộc lại cái cần ăn ten của máy cho gọn vào. Khi vận động không thể để cái ăn tế nông pênh hạt phơ lên được, địch nó phát hiện ra thằng thông tin thì chỉ có tiêu. Lúc này trời cũng đã sáng gió nên hướng C-3 cũng đã chi viện được cho chúng tôi. Anh em đại liên C-3 bắn chéo sườn bonong Penhot còn nằm bên ngoài chốt. Bộ binh thì dùng hỏa lực B-41, B-40 bắn lật tung những ụ mối và những bờ che gai ngoài chốt chi viện rất hiệu quả cho C-2 chúng tôi bên trong đang chuẩn bị vận động lấy lại hầm đã mất. Trong chốt địch cũng phản công ra rất mạnh. Những quả đạn B-41 bắn sát mặt đất bay vọt qua đầu lính ta vướng vào thân cây hay những căn nhà hay hàng rào chia những mảnh vườn nổ tung phía sau lưng. Địch chúng trả điên cuồng bằng những loạt trung liên không dừng. Cối của chúng cũng bắn sâu vào đội hình chi viện chia lửa cho bọn trong chốt. Tiếng AK lúc này tằng tằng nghe như tiếng pháo tép. Đạn bay về hướng chúng tôi xé gió nổ toang toát rồi găm đâu đó phầm phập. Một quả đạn cuối 82 của địch nổ sau lưng tôi cách trên 20. Mờ mảnh phang rào rào. Trong khi tôi đang loay hoay buộc dây cho cần ăn ten. Đầu giúp gốc dừa cụt máy vứt một bên súng để một bên tôi giơ trọn cái lưng của mình về hướng quả đạn nổ. Bỗng nghe đánh huỵch nơi sau lưng, như ai đó vừa chọc thật mạnh một vật gì đó vào lưng tôi, rồi nóng gian nơi đó, chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngoái lại, bụi mù một khoảng phía sau, rồi âm ấm sau lưng cảm giác hơi đau, thò tay sau lưng kiểm tra. Một mảng cứng như bánh đa nơi lưng áo làm tôi chẳng hiểu thế nào nữa, thì ra máu của đại phó đông khô cứng sau lưng áo của tôi lần tay trong áo một vết thương mảnh cối phạt vào sau khi đập vào cột của hàng rào gần đó văng vào lưng tôi tạo thành vết rách. Máu đã bắt đầu chảy tôi thấy ấm cả khoảng lưng xuống tới cặp quần. Thôi thế cũng may rồi, chúng mánh rồi đây. Tôi loay hoay băng vết thương cho mình mà không biết băng như thế nào cho chặt. Vừa hai thằng lộc anh nuôi chạy qua băng phụ giúp, tôi hỏi nó. Có sao không? Không sao, sâu hơn vết dao đứt tay nặng hơn gai xấu hổ cao một tí. Giá như lúc đó tôi khoác cái máy vô tuyến vào thì đâu đến nỗi, nhưng thôi không sao thế là tốt rồi. Sau vài phút tấn công bằng hỏa lực, anh Hồng ra hiệu cho khẩu đại liên số 2 dừng bắn và vận động qua ruộng sang vế bên kia của thửa ruộng áp sát hơn nữa mục tiêu. Vế sườn B3 phản công mạnh thu hút lực lượng địch cho đại liên vận động. Hai tay súng AK của B2 qua trước chiếm lĩnh bờ ruộng cho đại liên qua sau. Thằng Do dùng cuộn rẻ cuốn và nòng súng còn đang nóng hôi hổi. Thằng Ấn và thằng sau bốc hai chân khẩu đại liên chạy qua ruộng. Chúng vấp ngã súng với người lộn lòng trọng giữa ruộng. Thằng Khoa sách thùng đạn chạy theo sau. Sang bên kia bờ dụng chúng nó lại có thể bắn được ngay sau vài giây định hướng. Tiếng súng đại liên bắn rát hơn gần hơn từ sau lưng và sườn của B2 cú dọc theo đường tàu. Hướng sườn B3 bắt đầu bắn dữ hơn để chuẩn bị vận động chiếm trận địa hướng chúng tôi chỉ nằm đó bắn bồi chứ chưa có phương án gì vận động lên vì khoảng này của chúng tôi rất trống. Nếu chúng tôi vận động lên ngay thì quá mạo hiểm nên đành nằm lại bắn thu hút địch vậy. Tôi và anh Hồng mỗi anh em nép vào hai gốc dừa gần nhau. Tôi đã đeo máy PRC-25 ôm súng chỉ chờ hiệu lệnh của anh là vận động theo. Anh lệnh cho tôi điện về xin cối bắn xa ra ngoài chốt cũ 30 mét hay xa hơn nữa để bộ đội bắt đầu vận động vào vài giây sau thấy cối 82 đã chuyển hướng ra xa. Với cái phất tay ra lệnh thế là anh em hướng sườn B3 đồng loạt hô sung phong uy hiếp tinh thần địch vừa bắn vừa chạy vào chốt. Tiếng B41 nổ rất gần cày tung các hầm hố B2 cũ lên. Hướng chúng tôi cũng bám sát sông lên vừa chạy vừa bắn găm vào hầm địch. Cả ba mũi đồng loạt nhảy vào. Những tiếng nổ đinh tai ù đặc. Bên cuối anh Phúc cũng đã bắn hết đạn nên cũng cầm AK ảo theo chúng tôi. Tôi bám anh Hồng từng bước, cái tổ hợp máy cắm vào túi áo ngực nghe léo nhéo xôi xèo xèo. Mặc kệ tôi bắn AK điểm xạ hai phát một mở đường vừa bắn vừa vận động mắt đảo nhìn xe trường chạy hướng nào, cái khổ của liên lạc là chỗ đó đấy. Với sự tấn công như vũ bão của ta như vậy địch thật sự mất tinh thần và nao núng. Lúc đầu chúng chống trả quyết liệt bằng những loạt đạn của bộ binh cùng sự chi viện của cối 82 chữ hỏa lực mạnh như Descartes hay 12 LI-8 và Đại Liên thì chúng chỉ bắn lúc gần sáng thôi chứ bây giờ chúng đã rút đi đường nào và bao giờ không rõ nữa. Hướng B-1 và B-3 vẫn đánh nhưng về sáng thì không khí chiến đấu cũng trùng hẳn xuống, tiếng súng vọng về lác đác như có ý cầm chân quân ta ở những mũi này. Người nhảy vào chốt đầu tiên là thằng thi người Sơn Tây, nó tay súng AK bắn găm vào hầm vừa bắn vừa tiến những bước vững chắc và trong chốc lát nó đã nhảy được vào hố chiến đấu đầu tiên. Tiếp theo nó là thằng Trinh và thằng Nam Trung Liên. Cả ba tay này là những thằng đã chiến đấu rất ngoan cường trong trận C2 thất thủ bên biên giới ngày 12 tháng 12 năm 1978 và cũng chính chúng nó hôm nay đã lấy lại danh dự cho C2 chúng tôi. Chúng nó là những người lính dũng cảm làm nên một C2 anh hùng lần thứ hai sau này. Địch lúc này sau khi chống trả điên cuồng đã bắt đầu thất thế, tiếng súng yếu ớt dần, lác đáp bóng áo đen nhảy ra khỏi công sự bò chạy ra ngoài. Vế bên khẩu đại liên cũng vận động sát hơn nữa với khoảng cách giữa ta và địch chỉ còn trên dưới 20 mét. Từng loạt đạn diêm đầu địch xuống cùng tiếng lựu đạn nổ kết thúc từng vị trí chống trả của địch. Vài phút sau ta làm chủ hoàn toàn trận địa với sáu sắc lính bốt chết ngay trên chiến hào, bên ngoài chốt bên bờ thửa ruộng chờ gốc dạ mới gặt xong trên 20 sắc pot khác còn nằm đó. Còn những xác khác mà chúng đã mang đi hay chúng tôi không nhìn thấy ở vị trí hiện tại thì chúng tôi không biết. Bọn tốt chạy ra ngoài nấp sau những ụ mối lùm cây bắn vào chốt cản bước quân ta rồi gọi cối bắn vào chốt, cối địch bắn vào khoảng 15-20 phút rồi im hẳn. Chúng tôi nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp và tu sửa công sự, số anh em tham gia đánh vận động cùng cũng quay về vị trí của mình bình minh đã lên cao. Ngày mới bắt đầu từ lâu rồi và người lính C2 chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới. Chúng tôi tranh thủ thời gian củng cố công sự và giải quyết thương binh tử sĩ. Chỉ sau trận đánh từ chiều hôm trước đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, 16 tử sĩ và 8 thương binh nặng, 24 người được chuyển về dưới nhà sàn C bộ. Đau thương, tăng tóc phủ kín trên nét mặt cán bộ chiến sĩ C2 chúng tôi Y tá lo băng bó tiêm thuộc cho anh em thương binh chờ vận tải Đê chuyển anh em về tuyến sau. Những người như tôi và thằng sau cùng một số anh em khác bị thương nhẹ không đi viện ở lại xe tiếp tục chiến đấu. Y tá băng lại vết thương cho tôi. Nó ra nhiều máu bởi cái máy PRC-25 trên lưng đè vào nên không thể cầm được máu. Vứt trả về xe bộ cái máy của nợ này mà tôi nhẹ cả người. Vết thương không sao. Sa tim chắn tôi vẫn đùa nói như vậy. Giải rác trên toàn tiến chốt của C2, bên ngoài những thửa ruộng giả, dạ, ven bờ thửa, góc cây ụ muối hay lùm che gai, sắc lính tốt áo đen khăn dần cả 3 năm đó nhưng hồn của chúng đã xuống địa ngục từ lâu rồi. Hướng B1 và khẩu DK Red chốt hơn 20 xác chết, hướng B3 và khẩu 12Li8 cũng khoảng từng đó và nhiều nhất là hướng B2 chúng tôi chưa dám bỏ ra thu vũ khí về vì còn sợ chúng nằm đó tìa vào và quả thật chúng vẫn còn nằm ngoài đó bên ụ mối lùm che gai dày đặc thỉnh thoảng bắn vào chốt chúng tôi thần chiến tranh cũng đã mệt mỏi sau một đêm lăn lộn trong cuộc chiến đã bỏ về đi ngủ thần chết sau một đêm gặt hái được nhiều thành công cũng thỏa mãn bỏ đi khỏi nơi đây giờ đây chỉ còn là toang hoang và đổ nát trong cái phum đẹp mê hồn này những vệt cháy loang lộ từ những căn nhà sàn bằng gỗ kia, ngói vẫn thi nhau đổ xuống khi gỗ cháy hết. Cây cối đổ nát ngang dọc vườn tược sơ sát và những người còn lại của cuộc chiến cũng đã quá mệt mỏi sau một cuộc chiến đấu suốt đêm qua. Cuộc chiến đấu suốt chiều và đêm ngày hôm trước tới 8 giờ sáng hôm sau cũng làm cho tinh thần và sức khỏe của anh em cũng xa sút lắm rồi. Nhưng vẫn còn quá nhiều việc trước mắt cần giải quyết ngay đó là vấn đề xương máu không thể trần trừ được. Một phân chia bổ sung lại đội hình theo các B với thực tế của quân số C2 hiện tại có rút bớt người bên B1 và B3 hay cuối 60 chuyển qua cho B2 đủ quân số ít nhất là 10 người. 2. Đề cao cảnh giác Phân chia người canh gác ở những điểm nóng của C bảo đảm an toàn cho bộ đội xây dựng hầm hố chiến đấu bên trong chốt. Hết sức chú ý những support còn nằm ngoài chốt vì chúng chết vũ khí còn đó chưa thu về. Cảnh giới ngăn chặn nếu chúng tiếp tục mò vào ba Công sự của tất cả các bộ phận phải sửa chữa lại ngay, dùng các thân cây đổ hay ván gỗ dỡ ở những nhà dân ra làm hầm, đắp đất cao và dày hơn. Anh Hồng trực tiếp kiểm tra đồn đốc anh em trong xe thực hiện và đương nhiên là tôi phải khoác súng chạy theo xe trường rồi. Đội hình xe lúc này còn quá mỏng, mất đất đi 24 người và nguyên khẩu DKZ 75 ly. Anh Hồng đã điện về D-Xin thêm người của khẩu đội hỏa lực khác nhưng chưa có ý kiến gì từ cấp đề, có lẽ cũng còn chờ cấp E trả lời nhưng D hứa sẽ cho thêm người xuống C2. Mọi việc được anh em khẩn trương thực hiện, họ đã thấy hết giá trị của hầm hố chiến đấu quan trọng như thế nào khi tác chiến. Ngoài kia những xác chết cùng vũ khí vẫn còn đó dưới cái nắng đã lên cao. Khoảng 10 giờ sáng mọi việc đã đi vào ổn định trong chốt lại im mắng như ở đây chưa từng vừa xảy ra một cuộc chiến. Anh em cũng phân công nhau ngủ nghỉ lấy sức khỏe chuẩn bị một cuộc chiến đấu mới. Bộ phận anh nuôi cũng lo cơm nước từ sáng cho anh em ăn. Dưới sự chỉ đạo của anh quân quản lý C2 những đồ ăn được bê thẳng xuống tận công sự cho từng người bằng sự cố gắng hết mức những gì sẵn có nấu cho anh em bắt canh nóng. Ấm nước sôi cho vào bình tông nhựa 5 lít chuyển tới từng bề. Anh Hồng điện về đê yêu cầu có một cuộc họp cấp đê khẩn cấp và được đê chấp thuận vào lúc 11 giờ trưa. Anh em tôi ăn vội vàng bát cơm rồi chuẩn bị về đê bộ họp. Anh quân cứ ép tôi ăn nhiều vì biết tôi cả ngày nay vất vả cũng mệt lắm rồi. Anh còn dặn lên đó kể mấy lão họp với nhau mày ra một chỗ nằm mà ngủ cho đỡ mệt em nhé. Đến giờ đã hẹn anh em tôi đi về đê bộ. Anh Hồng gọi nốt thằng thông tin PRC25 cùng đi đoạn đường đi nó nem nép đi sau anh em tôi không dám nói gì chúng tôi cũng chẳng ai nói gì suốt đoạn đường chỉ nghe tiếng dép lạo xạo dưới mặt đường cát và đất đỏ giữa cái trưa nắng trói trang vùng ngã tư đường tàu này lên đến đê chúng tôi là những người lên sớm nhất anh hồng vào ban chỉ huy đê gặp đê trưởng cùng chính trị viên hai thằng tôi ra ngoài tìm gốc cây có bóng mát ngồi nghỉ sau mấy câu tôi thấy anh hồng với tay gọi chúng tôi lại tôi nghĩ bụng chắc lại chuyện chửi bậy chửi bà trên máy hữu tuyến là cùng chứ gì. Sợ quái gì chửi tôi thì tôi chửi lại và nếu đánh tôi thì tôi đập lại chẳng nề nan gì. Hai thằng tôi lon ton chạy lại ban chỉ huy đê nơi gầm cái nhà sàn các anh đang ngồi. Anh Hồng nói, tôi xin trả lại đê thằng thông tin này, đề nghị đê cho tôi thằng khác nếu không đưa máy cho chúng tôi. Tôi sẽ bố trí người khi có tác chiến sẽ lên máy nói trực tiếp với đê không cần thông tin kiểu này được tôi sẽ đổi thằng khác xuống chỗ anh anh ước trả lời vậy vậy là xong chuyện thằng thông tin anh ước nhìn tôi cười nói thằng hát chửi bậy thế em có biết là anh đâu thấy tự nhiên bị chửi thì chửi lại vậy thôi tôi cười gãi đầu nói các anh đây toàn lớn tuổi rồi vì nhiệm vụ cả thôi lần sau đừng vong bậy nữa em nhé anh điệp chính trị viên cũng cười và bảo tôi như vậy thôi cũng cười trừ với nhau cả thôi chứ làm gì nhau bây giờ nữa, lính đơn giản là vậy, dễ cáu dễ giận mà cũng dễ bỏ qua tất cả cho nhau âu cũng là vì nhiệm vụ cả. Vào đây uống nước, hút thuốc đi em. Hát năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhập ngũ tháng mấy? Dạ, em hơn 18 ạ. Em nhập ngũ tháng 5 năm 1978 tám mấy cán bộ c của các c và liên lạc lục tục lên đê bộ tôi đứng dậy đi ra ngoài nhường chỗ cho các anh họp anh hồng trải tấm bản đồ ra cùng các anh bàn bạc bà. tôi tranh thủ chạy ra ngoài ngồi chơi nói chuyện với mấy thằng liên lạc các c trong đám liên lạc này tôi chơi với tất cả nên gặp nhau cũng nhiều chuyện để kể để nói với nhau lắm chuyện hôm qua chuyện đánh đấm chuyện hành quân thôi thì cũng đủ cả một ban tác chiến con con cũng hình thành ngay bên cạnh ban chỉ huy đê bộ của D7. Bên trong kia mấy ông to hơn cũng đang bàn cãi sôi nổi. Tiếng anh hồng oang oang. Tôi đề nghị đê cho tôi thêm một bê nữa. Lấy ở đâu tôi không biết. Xuống C2 ngay chiều nay giữ chốt cho chúng tôi để chúng tôi tổ chức đánh vận động quét sâu ra vòng ngoài cho anh em tranh thủ đẩy đội hình ra thu vũ khí. Ta không nên nằm yên chờ trong thế bị động như thế này được tiếng cứ oang oang như cãi nhau, rồi tranh luận chẳng ai chịu nghe ai cả, mất đến hơn tiếng đồng hồ. Thì ra cái anh hùng này muốn ngay chiều nay tổ chức đánh rộng ra vòng ngoài vừa thu vũ khí vừa quét địch rộng ra tìm thế chủ động đây. Kể cũng hay nhưng hơi mạo hiểm vì lúc này quân số cũng như sức khỏe anh em sau một ngày vất vả cũng mỏi mệt rồi bây giờ chủ động đánh nữa nghe chừng khó lắm. Kết thúc cuộc họp anh ước quyết định. Chiều tối nay D sẽ tăng cường người cho C2 lấy từ vận tải. Trinh sát D qua, C5 tăng cường khẩu D caret 82 ly về cho C2 rút từ C1 về. Kế hoạch quét rộng ra sáng mai sẽ thực hiện khi đã có ý kiến của E. C2 tối đêm nay từ tổ chức ra lấy vũ khí của địch về. Cuộc họp giải tán anh Hồng ra về trong âm ức. Tôi và thằng Điều thông tin mới bám theo anh về Đi được một lúc anh bảo tôi bám ngay xe trưởng C1 về đưa khẩu DKZ-82 ly qua chốt mình. Thế là tôi lại phải qua C1 lo chuyện đó. Anh còn giận nếu có chuyện gì mày cứ gào lên lão ước cho tao. Tới ngã ba anh Hồng và thằng Điều rẽ về chốt còn tôi theo đại trưởng C1 và thằng Nam đi về hướng C1. Tới c bộ C1 tôi dừng lại và thằng Nam lo đi báo cho khẩu đội DKZ-82 chuyển vị trí. Cả tiếng đồng hồ mới thấy bộ phận này lục đục kéo về C bộ. Bốn ông mãnh với tám quả đạn to hơn đạn B-41 một tí. Lần đầu tiên tôi thấy loại súng đạn này. Cứ tưởng DKR-82 thế nào? Nghe to hơn DKR-75 ly chắc phải ghê gớm lắm ai ngờ. Thôi cứ gọi là B-41 cải tiến cho xong đi và dễ hiểu. Tạm biệt anh em C-1 tôi đưa DKR-82 ly về C-2 cũng 2 giờ hơn rồi. Mệt quá tôi chui vào góc hầm đánh một giấc quên cả tổ quốc luôn. Giấc ngủ của người lính sao nó đơn giản và ập đến nhanh thế. Đặt lưng, nhắm mắt thả hồn về nơi xa tích. Trong phút chốc tôi đã lên tới tận mây xanh. Xin thưa tất cả anh em. Một điều nhỏ nhưng hoàn toàn không phải là nhỏ nếu như chúng ta không nhắc tới trong bài viết. Đó là vấn đề giải quyết hậu quả sau trận đánh về thương binh tử sĩ, vận chuyển tiếp tế đạn dược cho những trận đánh tiếp theo. Trong đội hình cấp C thì những việc này là của chính trị viên và anh Văn Thư C làm. Chuyện chạy quanh trong C là do thằng liên lạc chính trị viên lo nên tôi là liên lạc của C trưởng những việc đó ít tham gia. Nếu có biết thì cũng là sau này nghe kể lại mà thôi. Trong lúc tôi cùng anh Hồng lên D họp chuẩn bị phương án kế hoạch tác chiến mới thì ở tại C cũng được bộ phận vận tải của D cho chuyển tử sĩ cùng thương binh về tuyến sau. Đồng hành là chuyển đạn xuống C2 cho chúng tôi đầy đủ khi tôi đưa khẩu mươi 82 về ngang khẩu cối 60 của anh Phúc thì thấy đạn đã đầy một đống ở đó rồi. Toàn đạn cuối Mỹ, nó dài hơn đạn của chúng ta và màu xanh dưa hấu. Trên đầu quả đạn có cái dây vòng xuống từ đầu hạt nổ đến đầu thân quả đạn. Nguyên thùng, nguyên hòm nên anh em cối 60 phải lo mở ra. Giấy má bọc đạn vứt bừa bãi một đống gió thổi bay lung tung khắp mặt ruộng sau xe bộ. Giúp tít trong hầm C bộ tôi đánh một giấc thì nghe tiếng thằng điều thông tin PRC25 mới của C2 đứng ở cửa hầm gọi vào. Hát dậy đi mày, anh Hồng gọi. Trong cơn thèm ngủ tôi trả lời nó. Mặc kệ, đang mệt bỏ mẹ, có gì bảo thằng Việt nó chạy. Thế rồi tôi lại chìm trong giấc ngủ. Tôi mơ về bên mái nhà của tôi, nơi đó tôi có bố mẹ và các em tôi. Bố tôi đi làm về với chiếc xe đạp cu lọc cộc. Các em đi học về, mẹ tôi dọn lên mâm cơm đạm bạc cho cả nhà, một cuộc sống bình thường như bao gia đình dân thủ đô ngày đó. Tôi thấy mình thật hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Đang mơ màng như vậy tôi nghe tiếng anh Hồng đứng ngoài cửa hầm gọi vọng vào. "Dậy đi, có việc rồi dậy ngay đi." Tôi tỉnh dậy và chui ra khỏi hầm, thật khoan khoái sau giấc ngủ, cũng gần 5 giờ chiều rồi thế là tôi ngủ được trên 2 giờ đồng hồ một giấc ngủ ngắn cũng tăng thêm sức lực cho chuẩn bị cuộc chiến đấu mới. Quanh xe bộ lúc này gần chục anh em trên đề cũng đã xuống. Họ ngồi giải rác chung quanh xe bộ chờ phân công của xe trưởng. À ra vậy, họ là người bên vận tải và trinh sát của đê xuống tăng cường cho C2 đây. Anh Hồng chia ba người theo tôi xuống cho B3, ba người cho B1 còn lại bao nhiêu anh đưa hết về B2 do chính anh đưa đi vào phân công nhiệm vụ tôi đưa sáu người cùng đi một lượt sang hướng 2B. Cũng chẳng có gì khi trận địa im ắng. Ngoài kia cũng vậy khi nắng chiều cũng không còn gây gắt nữa. Một lúc sau anh Hồng chạy qua gặp anh em B3 chuyển 5 người sang hướng B1. Chạy qua khẩu đại liên số 1 cũng chuyển về bên B1. Anh thúc anh em thật nhanh không trời tối mất. Vậy là tôi đã hiểu. Ông này định chơi kiểu tranh thủ trước lúc trời tối đánh nhanh ra thu vũ khí về đây. Hướng vận động ra là hướng B1, gì chứ tôi hiểu ngay phương án của ông này." Quay sang tôi anh nói: "Mày về C bộ móc ngay bọn bên B2 ở đó chuyển qua và bảo thằng Thông tin vô tuyến lên đây. Bảo lão tập điện về đê báo C1 là C2 vận động ra từ cánh này cẩn thận không lại đánh nhầm đấy." "Tôi về đến C bộ thì anh em đã lên đủ." Năm người có mối thằng Trinh là người của B2 cũng còn lại toàn do các B khác chuyển qua sau trận đánh đêm qua. Chúng tôi đi từ sau lưng B1 lên tổng cộng ở đây có gần hai chục người để tổ chức đánh vận động. Từng B ém vào vị trí phân công. Anh Hồng chỉ chỗ vận động qua chẳng chống cho từng B, yêu cầu chỉ nổ súng khi thật sự cần thiết, cấm không được bắn lấy tiếng nổ uy hiếp tinh thần địch. B1 quen địa hình khu vực này hơn cả sẽ vận động qua trước khẩu đại liên bắn chi viện khi cần thiết, nếu không vận động sang sau cùng. Bắt đầu từ sườn chéo trái của B1 cố gắng làm sao qua tới bên kia chẳng không có thương vong coi như thành công lớn rồi. Khoảng cách của sự thành công, chiến thắng tuyệt đối là rất nhỏ. Trên 200 mét là cánh rừng che gai. Cây thốt nốt ụ mối che kín tầm nhìn chỉ còn là màu xanh của cây lá. Đây là khó khăn của nửa C2 vận động phải vượt qua trời bắt đầu ngả về tối, không khí căng thẳng bao trùm khu vực B1, lệnh vượt trảng bắt đầu. B trưởng thắng lính Thái Bình 74 lao sang trước, anh em còn lại vận động theo sau. Chưa đến một phút tất cả đã qua hết vế bên kia chẳng chót lọt, khẩn trương đẩy đội hình vào sâu trong những lùm cây khuất dạ. Tổ ba người gồm anh Hồng, tôi, thằng điều thông tin nín thở dõi mắt theo, tiếp tục là B3 vận động. Khi qua gần hết chẳng thì lẹt đẹt vài ba loạt đạn địch lia về hướng anh em vận động nhưng cũng qua hết. Địch đã phát hiện ra đội hình ta qua chẳng nhưng chúng im lặng không bắn thì ta cũng im mà vận động. Khoảng vài phút chờ đợi thì thấy tiếng súng nổ rộ lên hướng B1 cản ngang qua. Rồi B3 cũng nổ súng. Đụng nhau rồi thế là lệnh cho B2 vận động nhanh qua. Anh em B2 chưa qua hết thì tổ ba người chúng tôi cũng vận động qua tiếp. Tôi sang đến nơi thì tiếng súng cũng im hẳn. Quay lại nhìn thì khẩu đại liên cũng đang vượt trảng. Chúng tôi qua khỏi trảng chống ngon lành không thương vong. Thằng điều điện báo về đê tình hình tổ vận động. Thì ra post có một tổ vài ba thằng nằm canh chừng hướng này thấy ta qua đông lên bắn vài ba loạt rồi cũng bỏ chạy khi bị B1B3 truy đuổi. Ổn định đội hình chúng tôi bắt đầu càn ngang trước mặt toàn tuyến C2, hàng ngang cản cách trận địa ta ra khoảng 150 đến 200 mét. Qua hết địa phận B nào là điện về để cho bộ đội trong chốt ra thu vũ khí. Mặt quét ra chạm đường tàu thì quay lại và quét sâu hơn vào tuyến trong. Khi ngang qua mặt B3 cũng đụng vài ổ địch nằm án ngữ tại đó nhưng cũng như bọn trước chúng không đánh mà chỉ lo bỏ chạy sau vài loạt đạn.